Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Út, ngụ tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi lừa đảo. Trước đó, Út mặc trang phục giống ngành điện, đến nhà người dân tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề và cho biết đường dây điện tại đây sẽ được nâng cấp nên lừa bán 3 cuộn dây điện với giá 2,2 triệu đồng một cuộn và bị bắt giữ sau đó. Khám xét nơi ở của Út, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10 cuộn dây điện, 2 bộ đồ ngành điện lực cùng một số tang vật khác có liên quan.